Hello, xin chào tất cả bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái video review cho các bạn hai cái sản phẩm rất là được ưa chuộng ngày nay, đó là ốp phát sáng theo nhạc và một cái cáp sạc phát sáng cùng theo nhạc nha các bạn nhé. Thì như video lần trước mình đã review cái sản phẩm dây sạc phát sáng thì ở trên cái kênh của mình có rất là nhiều nha các bạn nhé. Các bạn có thể xem cái sản phẩm này đây, trang của mình đây nha các bạn nhé. Rồi, ngay sau đây mình sẽ demo cho các bạn nhé. Trước tiên thì mình quay cái ốp phát sáng nhé các bạn nhé. Đây, trên tay mình là một cái máy 7 Plus. Thì cái này ốp này rất là mềm nhé các bạn nhé. Nó bo sát của các cái góc cạnh luôn này, nhìn màu rất là đẹp nha các bạn nhé. Thì ở nó có một cái dây để lấy đèn led này các bạn này, cái này nó không tốn pin nha các bạn nhé, bởi vì là khi nào nó có nhạc nó phát sáng hoặc là khi nào có cuộc gọi đến hoặc là tin nhắn thì nó mới sáng. Ok, bây giờ nó sáng đấy. Bây giờ mình tắt điện nha các bạn nhé. Các bạn có thể thấy cái dây sạc nó cũng phát sáng theo theo thanh nhạc luôn đấy. Đây là dây sạc phát sáng các bạn này, theo nhạc này. Ốp phát sáng cũng theo nhạc nhé. Các bạn có thể thấy đây rất là đẹp. Dây sạc phát sáng theo nhạc nha các bạn nhé. Cái này dây dài 1 mét nha các bạn, có rất là nhiều màu luôn. Các bạn có thể thấy ốp phát sáng luôn nha các bạn nhé, ốp phát sáng. Bên này có một số mẫu khác nhau các bạn. Đây mình quay trực tiếp nha các bạn nhé. Đây, các bạn có thể xem cái dây sạc đấy. Còn đây là ốp nhé. Bây giờ mình thử tắt cái dây sạc này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo các bạn nhé. Các bạn nhớ liên hệ với shop phụ kiện Đại Trang 0981 622 291.